Xin chào tất cả các bạn. Đây là bộ tem Dream Thái nha. Đây, tất cả những con tem cây dao cho các bạn nó sẽ chưa có lột. Giờ đây cái tem mình đã lột một cái lớp giấy ra bên ngoài. Đây. Tem Vinh nha các bạn, tem Thái Vinh. Nó có 3 lớp, một lớp giấy, một lớp đề can với một lớp bảo vệ. Đây. Đây là lớp giấy bảo vệ. Cái lớp này khi chúng ta dán vô xe chúng ta sẽ lột ra. Còn bình thường thì nó sẽ dính luôn trong đây. Thì đây là tem Thái Vinh nha. Đấy, mình chỉ lột một cái để quảng cáo cho các bạn thôi. Còn đa số tem là mình sẽ không lột hết nha. Đấy. Về các bạn tự lột giống như là mình bóc tem. Bóc tem gáy con trinh vậy đó ha. Đấy, đây là tem Vinh Dream Thái nha. Tem này thì nó có hai phần là phần tem lớn với tem thông số. Tem thông số thì riêng nha các bạn. Đây là bộ tem lớn. Nguyên một bộ của nó. Có hai tem cốp, hai tem đuôi. Đây là hai bình xăng lớn, hai tem cốp và tem đuôi. 4 cái. Ok, những bạn nào có nhu cầu mua tem Vinh Thái thì có thể ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện, còn ở gần thì qua trực tiếp nhà để lấy nha. Ngoài ra bên mình còn có rất là nhiều tem liên quan tới nhiều xe khác như xe cúp, xe wing, black quay đầy đủ nha. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Đây là tem Dream Thái, tem rửa 7 số nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh phụ tùng xe cúp. Và trên tay của mình hiện giờ đang cầm là một bộ căm Dream Thái. Căm của xe Dream Thái tem rửa 7 số. Đây là một bộ căm mình vừa lấy được sáng nay. Thì có gì anh em sẽ hỏi là bộ căm này có đẹp hay không. Xin thưa với tất cả các bạn, nếu căm của bạn mà đẹp thì căm của mình chắc chắn sẽ đẹp hơn. Chắc chắn một điều, nếu căm lên xe của các bạn mà đẹp, căm của mình sẽ đẹp hơn. Tất cả những linh kiện mà mình bán ra ở shop của mình, ở cái shop nhỏ bé của mình, đều là những sản phẩm độc lạ và đẹp. Đẹp đến mức độ các bạn sẽ không cần phải quan tâm là nó đẹp đến cỡ nào. Bạn đừng quan tâm, các bạn chỉ biết nó cực đẹp thôi. Đây, mình phải né cái mặt của mình ra, nó mới đẹp. Bộ cam chứ đút cái mặt vô là nó ưu tiên cái mặt của mình. Đây, rất là đẹp nha. Các bạn thấy đầu cam nè, rất đẹp. Không bị xét, không bị xét, rất đẹp. Tất cả những cái cam đều rất đẹp. Đấy, cho nên bộ cam rất là đẹp nha. Và sáng hôm nay thì mình cũng lấy được có một bộ thôi. Đấy, chỉ có một bộ duy nhất. Bữa trước này lấy được hai bộ, lấy về lộn hết rồi. Thì bây giờ lấy thêm bộ nữa. Đây, rất là đẹp, mới tinh luôn, len keng xoang. Trên đây nó vẫn còn nhớt luôn. Nhất là cái chân căm này các bạn thấy là nó còn màu chì luôn. Đấy, xanh lè luôn nha, xanh lè luôn, đầu căm xanh lè luôn, xanh lè rất là đẹp. Rồi, anh em có nhu cầu lấy bộ miền Bắc gọi là năng hoa đấy, bộ năng hoa, liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Những ai ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua tại shop mình, các bạn lấy trực tiếp. Để theo dõi kênh video phụ tùng riêng thì có nút đăng ký phía dưới, các bạn bấm vào nút đăng ký để mỗi khi mình có những cái sản phẩm độc lạ up lên các bạn sẽ xem được liền nha. Ok, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới nha các bạn, bấm vào nút đăng ký để theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cấp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, đây là bộ tem Dream Thái đầu, tem hồng. Đây, tem Vinh Thái có 3 lớp nha. Đây, đế vàng, đề canh bên trong và một lớp bảo vệ bên ngoài. Đây, có một lớp giấy bên ngoài. Khi chúng ta dán xe vô tự tay, các bạn sẽ phá trình nó bằng cách là lột. Video này mình quay cho nên mình sẽ lột ra để cho các bạn thấy cái tem bên trong. Thì đây là tem Vinh nha các bạn, rất là dày.
và rất là đẹp. Nó không giống như những cái tem lô bên ngoài thị trường có 10-20 ngàn, in decal, in BB rất xấu nha. Còn tem này là không bao giờ phai luôn. Đây là tem Vinh Thái Lan nha các bạn, tem nhập Thái rất đẹp chuẩn nha. Đây là tem dán theo xe. Những bạn nào có nhu cầu mua tem thì liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên. Phương thức mua hàng là chuyển khoản trước nhận hàng sau, không ship code. Các bạn có thể bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video của Phương Đi Xe Cúp. Những ai có nhu cầu mua tem thì liên hệ với mình. Đấy, tem rất đẹp, tem Vinh nha. Ngoài ra thì bên mình còn có cung cấp tem Win, tem Xe Cúp, tất cả các đời. Đấy, nguyên một đống tầm 3 lần xe nhận, rất nhiều nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Đây, một cặp kính đặc biệt vừa mới lọt về. Đây là cặp kính Dream Thái nha. Dream Thái tem lửa 7 số. Còn rất đẹp luôn. Đây. Không có một vết chày xước luôn nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Đẹp trai. Đẹp trai như cái mít lá gai luôn. Đấy. Rất đẹp nha. Không có chạy xước một miếng nào luôn. Dạ luôn. Dạ có 3.8 triệu. Dạ. Dạ. Kiếm tiền đủ tiền rồi ship bưu điện. Chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Dạ, anh vui lòng chạy trực tiếp qua cửa hàng mua giùm em nha. Bên em không có ship hàng nha. Bến xe miền Đông, Sài Gòn. Dạ, dạ. Rất là đẹp nha các bạn. Đây là cặp kính Dream Thái nha. Bây giờ mình sẽ chụp hình cái này lại, xong rồi lấy băng keo bọc lại luôn. Dạ, thì bọc để tính chày xước thôi. Dạ, nếu ai mua thì qua lấy chứ không có cho mở ra coi nữa, chày xước hết. Đây, thằng hiếm. Đây. Đây là cái tem logo của tem lửa đời đầu nè. Ok, cảm ơn các bạn. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không có ship code nha các bạn. À, bên mình bán chưa bao giờ ship code. Nhận được tiền thì ship hàng nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video của Tùng Vinh nha. Phía dưới có nút đăng ký, các bạn bấm vào nút đăng ký để thường xuyên theo dõi linh kiện của Tùng Vinh Xe Cúp. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, trên tay của mình hiện giờ đang cầm một cây bua Dream Thái. Đây, cây bua Dream Thái 1985. Đây là cây bua Ring nha. Đây là cây bua Ring. Cái bô này nó đã được thay cái cổ, tại vì cái cổ này nó bị hư, nó bị xài lâu quá, nó bị mục, thì nó thay bởi một cái cổ khác. Và cái cổ này bằng inox 304, không xét nha. Nó không xét, chỉ cái cổ là không zin thôi, nhưng mà thay bằng cổ inox 304, còn lại cái mình của nó thì zin nha. Tình trạng thì đẹp. Ở đây không biết là bị sao người ta có giá một cái lỗ nhỏ ở đây, giá ở phía dưới. Phía dưới nếu mà chúng ta gắn cái bô đây, đây là vị trí mình sẽ chấm cái tay. Khi chúng ta gắn như thế này thì cái lỗ đây nó nằm bên trong và không thấy nha. Đây là bên trong này, cái đây nằm bên ngoài. Đây, cái đây nằm bên trong và không thấy. Nếu bên ngoài nhìn vô cái bô thì sẽ không thấy cái dấu này nha. Tình trạng cái bô thì đẹp hết. Đây, đẹp hết, không chày xước luôn, không bị xét luôn, chỉ có một chấm ở đây bên trong thôi. Đít bô thì đẹp luôn, không lủng, không mục, không chày xước. Và cái cổ bô thì có hàng, có thay cái cổ bô, và cái cổ này cũng là inox 304. Nói chung là xét về hoàn hảo thì cái bô đẹp nha. Đây, các bạn sẽ lưu ý là trên thị trường nó có một cây bô mới giả cây bô Ring. Nó cũng khác chữ giống như thế này. Đây, nó khác y chang vậy luôn,
Nhưng mà các bạn lưu ý là cái bo-ring canet này nó rất là nhỏ nha. Cái bo-ring canet này nó rất là nhỏ. Đấy, rất là nhỏ và rất là đẹp. Cây bo hàng mới tầm khoảng 300.000, 300-400.000 một cây. Nó khác không có đều. Cái thứ hai là cây bo-ring rất nặng. Rất nặng nha. Rất nặng, còn cây bo mới thì rất nhẹ. Và cái inox của nó là inox 304 là 01 rồi. Xài càng lâu là xài càng bóng nha, rất là đẹp. Vậy cái cuối cùng, nếu mà chúng ta tinh mắt, chúng ta nhìn vào cái mối hàng, nhìn vào mối hàng chúng ta sẽ phân biệt được bo-ring hay bo-lô, chứ đừng nhìn vào những cái chữ. Ở cái mối hàng bo-ring nó rất là đẹp. Đây các bạn thấy nhìn nó rất là đẹp, thấy không? Đó, còn cái bo mới làm rất là thô. Rất thô nha, hàng rất thô. Đây những cái dấu hàng rất là đẹp nha. Nó rất là mịn màng. Cái máu nối của bo này chúng ta nhìn nó rất là mịn và nó láng đều. Tại vì nó hàng máy, bằng máy các bạn chứ không phải hàng bằng tay. Còn cái kia bên mình, còn cái kia là mình hàng bằng tay, nó sẽ gồ ghề, nó không đều, nhìn rất là xấu. Rồi mình sẽ lăn một lượt cho các bạn coi cây bo. Đây, đây là cái phần cổ trên nè. Rất là đẹp nha. Đó, tiếp theo là phần dưới nè. Đây, mình sẽ lăn phần dưới cho các bạn coi. Rất đẹp nha các bạn. Big bo nè. Cổ bo thì không cần coi rồi. Đẹp nha. Đấy. Đây, người ta rất là kỹ, người ta quét một cái lớp sơn ở đây để nó khỏi oxy hóa luôn. Đẹp. Cổ bo này zin luôn, bát bo này zin nè. Đấy. Rất đẹp. Ok, chỉ có duy nhất một cây bo zin Thái này thôi. Những anh em nào cần chúng ta liên hệ với mình nha. À, phương thức ngoài của bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Những ai ở khu vực ở Sài Gòn qua bên nhà mình lấy, ai ở khu vực tỉnh chúng ta chuyển khoản là bên mình ship bưu điện. Và để theo dõi cái video phụ tùng riêng xe cúp của bên mình, các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký bên dưới. Mỗi khi mình up video mới, sản phẩm mới, các bạn sẽ xem được video và chúng ta sẽ mua được sản phẩm chúng ta yêu thích nha. Các bạn lưu ý nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới ủng hộ kênh, đồng thời thường xuyên theo dõi kênh video của Tùng Ring để chọn cho mình những sản phẩm thích hợp. Xin cảm ơn tất cả các bạn.